đây là mặt của Khế, vừa mới bị con giả cho ăn liên hoàn tán. Nhìn lên thằng Phương kiểu như nó mét. Ê, nó mới giả tao đó mày. Trời ơi, cái mặt của Khế vô cùng yếu đuối luôn. Cũng tại mày lì, cứ hãy thấy con giả là nhào tới liếm cho nó. Mà con giả rất là dị ứng con mèo khác tới gần, với nó hổ báo nữa. Đâu phải giả một cái đâu, nó giả con Khế một cái, Khế không bỏ chạy, nó nhào tới giả thêm 3-4 cái nữa. Rồi Khế nó đơ luôn, không biết gì xảy ra luôn. Rồi giờ ẩm lại nè, ở dưới thì bình thường ha, mà khi người ta ẩm lên, rồi biểu cảm liền, yếu đuối. Đó, Khế nó giống như con người vậy đó. Người nào ẩm nó cũng biểu cảm gì hết trơn á. Này tôi sẽ cho mọi người coi một cái bũ bói có thể kèm được cái nết hổ báo con giả. Đây. Đâu? Giờ giả thử giả Khế một cái tao coi. Đó. Được đâu. Tớt. Bữa nay là một ngày rất là đặc biệt đối với giả. Bởi vì giả được vô cái phòng kính coi khui đồ. Và cái món đồ này không có tốt lành gì đâu. Kèm lại cái nết hung dữ của mày. Mày chuyên gia dùng tay tán người ta, wow người ta. Hy vọng cái món này sẽ kèm được cái nết của mày. Ủa gì vậy? Con ngầu làm gì lôi con cái để chân vậy mày? Đây. Mới đầu nhìn tưởng đâu cái đồ đấm bóc của con người không á. Tôi mua biết nhiêu cái không? Tất cả là 8 cái. Kèm tay kèm chân. Ví dụ con nào mà có chích thuốc hay là mình cho nó uống thuốc á, mình có thể kèm tay kèm chân lại. Cái tay con mèo quào mình được, cái chân nó quào ghê lắm đó. Nhưng mọi người thấy cái thương tôi không? Cái chân con Khế quào đó rất là sâu. Nó mở ra, nó có một miếng dán nha. Mà khi mở ra là ở trong nó có mấy cái găng cưa. Nhưng mà có găng cưa vậy là con vẽ nó dễ ứng lắm nha. Tại vì cái gì mà hơi cẩm cẩm cái tay nó là nó sẽ không có chịu đâu. Trong khi cái găng tay này găng cưa quá trời nhiều, lúc đeo vô dễ gì nó chịu. Nó hả miệng cạp mình thấy mù nổi luôn á. Không sao, ngoài cái này tôi còn cái khác nữa. Cái này dùng cho những con mèo hay hả miệng đe dọa chủ. Tới số mày tao rồi dễ ơi. Tôi mua tới 2 cái lần. Mà chưa thấy ai review mà dám mua 2 cái thấy gan không? Một cái chỉ giá 150 ngàn, 2 cái là 300. Đây, thì chết mẹ bự vậy. Ở cái đầu con dễ chút xíu à. Chưa hay chưa biết chuyện gì đang xảy ra với nó đâu. Mở ra, cập xuống, rồi quay lại, khóa lại luôn. Thử cho giả. Mày dám bắt nó không? Dám. Giờ mày thử, mày chồng vô coi. Chuyện nó giả nha. Rồi. Chị nó giả mẹ giờ. Cái này biết vậy. Hết đường binh. Ê, cái đầu nó rút được. Quá rộng với cái đầu con giả. Từ nay giả hết cắn bậy được rồi. Cắn đi. Nè, cạp đi. Cạp đi con. Nè. Nhưng mà mở ra mới vô dễ lắm. Cái này rất là cần cho những nhà nuôi nhiều mèo. Ví dụ như con mẹ ngựa hay con ngáo á, bị viêm loét trên cơ thể, xích thuốc cho nó, lớ quớ nó quay qua nó cạp mình. Đeo cái này vô là an toàn. Nhưng cái dòng cổ bự quá. Ôi là trời, đeo cái tay vô cho nó làm thấy ghê. Hên là có đội nó bảo hiểm lên đầu đó nha, không có cho nó cạp tôi rồi. Khuyến cáo, người nào có nuôi con mèo chằn ăn hung dữ như con dẻ mà mua cái bao tay là không có vừa nha. Tại tôi nói rồi, ở trong này nó có cái găng cưa mà con dẻ nó nhảy lắm. Kiểu như găng cưa mà đụng nhẹ qua tay nó thôi, nó nghĩ con nào cạp nó là nó sẽ giật mình, nó quay qua nó cạp cái tay của mình liền. Hên là tôi nhanh trí, vừa mua bao tay mà vừa mua cái nón bảo hiểm nữa. Chứ không có nón bảo hiểm là coi như tôi bỏ găng tay rồi đó. Hà, cắt móng tay chưa bao giờ được dễ dàng như vậy. Càng ngày nó càng lớn là mình càng khó kèm. Phải có những cái dụng cụ này mới có thể cắt móng tay cho nó được nha. Mới đây cắt nó đâu có chịu. Đó. Lúc trước còn nhỏ mình kèm nó dễ, càng ngày nó càng lớn. Nó nhắm nó dãy được là nó sẽ dãy cho tới luôn. Phải có những cái đồ này. Công nhận rất là ok. Chưa bao giờ cắt móng cho nó dễ như vậy. Vừa sợ cái miệng cạp mà vừa sợ cái tay nó quào nữa. Ví dụ mình cắt cái tay nào thì mình sẽ bao cái tay kia lại. Cái chân mà đạp là bao cái chân vô luôn. Đây tôi bao nhanh cho bà con coi. Đụng vô cái tay con mèo nó không có gây đau đớn gì hết. Nhưng mà cái thằng quỷ này nó giả nó hung dữ. Nó không muốn ai đụng vô tay chân của nó. Ghê chưa. Hồi lúc trước nó cũng cà giật như vậy. Nhưng mà mình kềm nó được, mình mạnh hơn nó nhiều. Mà càng ngày nó càng lớn thì nó sẽ mạnh hơn mình. Mà dán vô nè. Tại giờ tay con mèo nhỏ thì mình dán sát vô, tay bự thì dán rộng hơn. Cắt móng chân được luôn nha quý vị, nhưng hơi nguy hiểm. Thôi cắt tay trước đi. Cái con này không có đụng vô móng chân của nó được đâu. Mà kèm cái này lại là mình có thể tự do thoải mái cắt móng chân cho nó. Ok, không có cần phải qua bác sĩ thú y. Là con là tôi đã có cái dụng cụ mỗi khi cắt móng tay móng chân cho mèo. Cái nó bảo hiểm cũng êm nha. Nhưng mà đối với mèo sao nó bự quá vậy? Có con xây một à.
Bây giờ mình sẽ làm cái mức độ nặng hơn, bao hai cái tay lại cắt móng chân cho mày ha. Chứ bình thường đừng có mơ mà đụng tới móng chân của nó nha, trừ khi nó trúng thuốc mê. Bây giờ tao sẽ bao hả đó, giật mình hoài à. Nó chứ không có cái nón bảo hiểm là nãy giờ thua nha quý vị. Cái bao tay coi như là bỏ luôn á. Nó hả miệng sao mình dám làm. Ngày nó có lỗ thở cho mèo thấy không? Bây giờ không có sợ bị nực cái tay đâu. Rồi, tao sẽ cho hai tay của mày vô. Đây, hai tay của dẻ không còn quào người khác được nữa. Mày làm gì đây? Sao? Hôm nay là một ngày con dẻ bị hành hạ. Đó đó đó. Trời trời rộng quá. Con nào không khôn nó chui ra ăn cái báo nha. Thử cái chân luôn. Thử cái tay, thử cái chân đó đây. Trời 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 trời. Dữ quá. Lỡ rồi, thử hạng luôn đi con. Trời trời, đeo có đau đớn vậy đâu mà làm thế ghê vậy. Ôi ôi ôi. Rồi, xong luôn. Vận động viên boxing. Trời, vậy cũng đi được hay trời. Ghê mày. Người ta làm bằng cao su nó mềm nha bà con. Trời 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 trời. Thôi xong rồi. Dễ sức quá. Khe thôi, thử hàng. Trời ơi, nó bự tới nỗi chồng vô đầu khế ăn cái một. Không cần phải mở ra. Tự mở, tự mở. Giỏi trời. Mở ra. Thế là tôi đã có một cái bũ bói để dành sẵn cho con dẻ. Mỗi khi mình cần sức thuốc hay là cần tắm rửa cho nó mà không sợ nó quào hay đe dọa mình. Nhưng mà cái này dễ sức ra lắm nha. Còn đối với bầy ngựa thì hên xui. Lúc này con khế bước tới gần, dẻ lại dở trò. Đâu có được. Không hề. Con cắn thì cắn kìa. Cái bao tay bán ghiền, cái đồ rõ mỏm là cái nón bảo hiểm á, bán ghiền luôn. Không có gây đau đớn hay khó chịu cho mèo, mà cái thằng này nó quá trời hung dữ đi. Cuối cùng là cái phần khó nhất, cắt móng chân cho con dẻ. Nhưng lỡ quay video màn hình dập rồi, thôi để ra video ngắn sau nha. Nè, để vô tay con khế là bình thường đâu có gì đâu. Mà con dẻ mới đụng nhẹ cái thôi là nó hổ báo mình liền thấy không. Kiểu như cái nó là cái thứ khó chịu. Khó chịu khó ở. Giữa một con mèo siêu dễ chịu và con nào dẻ. Khác nhau một trời một vực. Cái lúc đeo vô thì không có gì mà lúc nó đi nó khó chịu nó dãy ra ngoài. Và cái này con mèo nó rất là dễ dãy nha. Muốn nó không dãy gài thiệt là siết vô. Lùng Mã Tử muốn thử không? Thử mày. Nè, Lùng Mã Tử thuộc dạng khó chịu mà đeo vô rất là dễ luôn. Có mình con dẻ nó khác loài à. Nó làm như cha tấn nó không bằng. Bữa nay đúng một ngày cha tấn của nồi dẻ mà. Cái gì? Con làm gì trời? Đeo đẹp mà con. Thấy không? Thấy không? Rồi rồi. Mày xong rồi đại ca ơi. Nè, kéo ra kéo vô luôn, thấy chưa? Nhẹ nhàng. Một con quỷ dẻ nó, tụi nó gọi nó dị ứng với mấy cái này nè. Coi như đụng nhẹ cái tay tí xíu thôi là lên cơn liền. Cái nết này, đeo cái này mới vừa cho nó. Trong khi chính con mèo trong triều đại khế thúi con nào cũng cho đụng tay. Riêng con dẻ là con mèo quá trời đặc biệt. Mà những cái bao tay như vậy sẽ không cần phải dùng cho khế thúi đâu. Là dùng khế nó quá trời dễ đi. Muốn làm gì làm. Không có khe.